Xin chào anh chị, tôi là Đỗ Đức Dương. Tôi là Nguyễn Trường Giang, MDRT Champion của AAA miền Bắc. Lời đầu tiên xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể các anh chị khi chúng ta là thành viên của tập đoàn giữ vững ngôi đầu về MDRT trên phạm vi toàn cầu. Đây là niềm vinh hạnh, niềm tự hào, niềm kiêu hãnh và cũng là động lực lớn lao để chúng ta bắt đầu năm 2021 với một thành tích thành công hơn nữa, rực rỡ hơn nữa. Các anh chị thân mến, đường đua MDRT 2022 đã chính thức bắt đầu với sự hỗ trợ tốt nhất từ AAA Việt Nam. Các anh chị hãy thiết lập cho mình một mục tiêu MDRT 2022 với một kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết và đặc biệt là kiên trì nỗ lực cho những mục tiêu mà các anh chị đã đặt ra. Tôi tin rằng chắc chắn các anh chị sẽ chinh phục đỉnh cao MDRT 2022. Là đại lý hay là MDRT?